Chỉ em có cách bộ râu như anh được không? Em rất thích. Thì nói chung đây là một cái chủ đề ngoài luồng mà hôm nay mình sẽ nói về cái chủ đề bộ râu này. Đầu tiên về bộ râu này thì rất là nhiều anh em soi mói cũng nhiều lắm. Một số anh em kêu cạo, một số anh em kêu ăn mắm, một số anh em kêu là đủ thứ hết. Nói chung là chế giễu có và khen cũng khá nhiều đấy, khen cũng khá nhiều đấy. Và đầu tiên là về bộ râu. Đầu tiên đó là về bộ râu thì làm sao để chơi râu. Thứ nhất, để chơi râu là bạn phải vượt qua những khía cạnh của xã hội. Đó là cái tâm lý. Đầu tiên là bạn phải vượt qua những cái khía cạnh khác của xã hội, chê và khen ngoài xã hội. Phải vượt qua cái ải đó rồi mới tính tới là cái chuyện để bộ râu. Và thứ hai, để chơi râu thì như bộ râu của mình á, thì để không phải tự nhiên nó ra một cái dèo là như thế này. Và đầu tiên là nó ra hàm dưới trước. Đầu tiên là mình chơi, ngày xưa là anh chơi hàm dưới trước. Anh chơi cái hàm dưới trước. Anh chơi hàm dưới trong khoảng cũng 5 năm. Sau này em mới nói là khi nào mà lớn lớn tuổi chắc mình để cái hàm trên. Nhưng mà khi mà anh chưa kịp lớn tuổi, thật sự là anh nói là anh chưa kịp lớn tuổi, thì bắt đầu hàm trên nó có một vài lần nó ra nhiều quá, ra nhiều quá thì lúc đó anh mới chơi luôn. Anh quyết định là anh quánh luôn cái hàm trên và anh để cho tới thời điểm này là anh chơi luôn và anh không tỉa nữa. Anh chỉ tỉa gọn lại thôi chứ anh không tỉa về cái độ dài của nó nữa. Lâu lâu thì anh chỉ tỉa gọn lại thôi. Thì đầu tiên là nếu nuôi râu thì phải có cái dưỡng râu, thì thông thường anh xài cái hàng dưỡng râu của Mỹ, cái sáp của Mỹ. Thì cái sáp này nó sẽ giúp cho râu của em nó bóng mượt, nó đen và nó không bị vàng, nó không bị rụng. Thì nó giống như là gọi là cái siêu dưỡng của bên Anh vậy đó, cái siêu dưỡng của Hàn Quốc vậy đó. Đó cũng là có dạng vitamin, một cái dạng khoáng chất mà cung cấp cho cây, lúc nào cây nó cũng quang hợp, nó xanh, nó bóng, nó mượt hết đó. Thì sẵn đây trên quảng cáo siêu dưỡng luôn, siêu dưỡng của Hàn Quốc chai 110 ngàn, xài mọi lúc mọi nơi, xài 10 bình mấy nha. Thì giá thành nó anh nghĩ nó cũng khá là phù hợp cho em. Còn đầu tiên đó là về râu thì em phải vượt ra những cái chướng ngại vật của xã hội, có chê có khen, có ăn bún mắm. Nhưng mà thật sự với bộ râu này cũng cũng hơi hơi bị mệt mỏi, có nghĩa là với những trường hợp mà ăn đồ ăn nó hay dính thì một ngày anh cũng phải rửa lay bôi khoảng từ 3 cho tới 4 lần. Nói chung này nó cũng có cái hay và nó cũng có cái nó cũng có cái hơi lu bu đó. Nhưng mà đặc biệt thì vợ anh thích bộ râu này. Vợ anh thích bộ râu này và vợ anh kêu anh để râu, cho nên là cái thời điểm bộ râu này anh nghĩ nó đã tồn tại cho đến thời điểm này chắc hơn 12 năm rồi. Cảm ơn em nha, lâu lâu mới nhắc lại cái câu chuyện của bộ râu.